Lộc Vân Cây đăng đàn cầu cứu, sự thật hình ảnh trong giống mẹ Hồng Loan xuất hiện. Lộc Vân Cây hôm nay đã có thông báo khẩn đến cộng đồng mạng. Cô đã bị phía bên cô cháu gái đe dọa và buộc cô phải ngừng viết bài phân tích trên trang cá nhân. Gần đến cuối của drama, nhà nghệ sĩ Vũ Linh thì sự việc càng trở nên căng thẳng khi phía bên vực cô cháu gái tung ra những chiêu trò như nói xấu những nghệ sĩ và những ai bên vực Hồng Loan một cách vô điều kiện. Chỉ cần nhìn thấy một nghệ sĩ nào đó chụp chung hình với Hồng Loan là phía bên đó tìm mọi cách nói xấu. Và trong những khán giả bên vực Hồng Loan có cô gái tên Lộc Vân Cây. Cô là người bốc hết sức sắc sảo phân tích drama Loan Phượng. Điều đó đã đem lại những mối nguy hiểm cho cô. Và mới đây Lộc Vân Cây đã thông báo trên trang cá nhân của mình như sau. Thông báo với cộng đồng: lấy lý do bảo vệ chị Hồng Phượng, người này lấy đích Lương Văn Bình đã đe dọa tung thông tin cá nhân của tôi lên mạng, do người này đi xe qua nút giao thông vào lúc 10:31 ngày 22 tháng 9, nên tôi có thể chuyển thông tin cho cảnh sát hình sự phối hợp với công an giao thông tìm kiếm và ghi nhận lại, tìm ra xe riêng của người này. Đồng thời ngay sau đó tôi bị đe dọa dùng vũ lực, không biết có tự thông tin người này không. Tiếp theo hôm nay, một nick được gọi là Phương Anh cùng với Tĩnh Lặng đã vu khống một quán cà phê ở ngoài ô Sài Gòn là gia đình mẹ ruột của chị Hồng Loan và kêu gọi tìm tới quán này quậy phá, trong khi quán này không có bất cứ một liên quan nào tới Hồng Loan hay cá nhân tôi. Vì lý do bảo vệ bản thân, công dân vô tội, công việc làm ăn của công dân và trật tự xã hội, tôi công khai chính thức thông báo: 1. Chuyển mọi thông tin cho bên công an, luật sư của tôi để có các tình huống ngăn chặn nếu cần thiết, cũng như lưu ý trước nếu có các vấn đề xảy ra cho tôi sẽ kèm theo các tin nhắn đe dọa vũ lực, đe dọa an toàn thông tin nhân thân. 2. Tôi cũng ủy quyền cho luật sư thảo thư thông báo tới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội về tình hình công dân quốc tịch Mỹ hô hào gây phạm tội trên đất Việt Nam liên quan tới những người dân vô tội, không vì lý do chính trị hay chính đáng. Việc xử lý tùy thuộc vào chính quyền, luật Mỹ, nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể trong phạm vi quyền hạn của mình. 3. Trong những nick đe dọa tôi, có một nick kết bạn với Facebook Hồng Phượng. Vì vậy, nếu có gì ảnh hưởng tới tôi, mong chị Hồng Phượng cung cấp thông tin liên quan để tìm ra những kẻ này, cũng như cẩn trọng để tên tuổi mình không bị lợi dụng cho kẻ xấu thực hiện những mưu đồ xấu. Xin chân thành cảm ơn chị. Sau bài thông báo của Lộc Vân Cây, thêm những nick ảo bên vực phía cô cháu gái, hiện tại bây giờ có Tĩnh Lặng, Cọ Tạm Cuộc Đời và nick ảo Phương Anh Châu vân vân, vẫn ngày ngày tấn công phía Hồng Loan. Phương Anh Châu hiện tại đã trở lại cuộc chơi này và ngày nào cũng đăng đàn chỉ trích. Phía bên nick ảo của Tĩnh Lặng cũng đã đăng đàn trả lời Lộc Vân Cây: hôm qua cây nhắc tôi, nó qua lại hỏi cây xó ta tết, cũng nghĩ là cây hiểu ý tôi, chỉ khi cho vui là chính, ngoài ra không biết đến ai, nay cây lại làm quá vấn đề lên, trong khi người đọc chỉ hiểu đây là những lời chém gió vô thường vô phạt, càng chứng minh cây là phe của Trần Thị Hờ Lờ. Ô hay, cây dẫn dắt 12.000 nít theo dõi câu chuyện theo hướng của cây, từ bạn không đến 200 nít mà cây đã nhảy đông đọng. Nói thêm về những hình ảnh ngày qua, phía bên cô cháu gái tung lên có một người phụ nữ nét rất giống với Hồng Loan. Phía cô cháu gái đã loan tin: ai muốn biết mẹ ruột của Hồng Loan, dì Hồng Loan, gia đình ruột thịt của nó lên Củ Chi, đến quán cà phê Timothy hỏi gia đình bà Hồng Loan, tìm hiểu ra hết. Con Lộc Vân Cây nó liên lạc với cái dòng giống nhà này hoài và từng quảng cáo cho quán cà phê này. Theo Lộc Vân Cây chia sẻ những ngày qua, phía bên cô cháu gái chia sẻ hình ảnh của một gia đình và nói đó là bên mẹ ruột của Hồng Loan. Những người này đã vào trang cá nhân của gia đình người ta để tấn công, làm ảnh hưởng tinh thần. Bài chia sẻ này là từ Phương Anh Châu. Đích ảo của Tạm Cuộc Đời còn thách thức phía Hồng Loan. Dạo này thấy nhiều chủ tòa phiên tòa online phán như đúng rồi gì đó, cho nên hôm nay post cái này để ở đây và không nói gì thêm, để mọi người tự do tranh luận văn minh lịch sự, thỏa sức đặt mình vào vị trí của chủ tòa phiên tòa giả định online mà đưa ra kết luận hén. Vụ này kết luận sao ta? 500 anh em thánh phán đâu, nhào vô đi nào. Nói về quy định của pháp luật thì có rất là nhiều, chỉ vài cái ta tết làm sao mà kịp phân tích cho các bạn hiểu hết vấn đề được. Cái gì cũng cần có thời gian dục tóc tắt đẹp, mà nóng giận thì mất khôn, đọc để hiểu thì mới khôn ra được, chứ đọc để chửi thì muôn đời dốt nha các bạn. Tôi đừng làm đơn xin quà dễ làm gì, vì tôi nhớ cách đây không lâu cái tin đề nghị tòa đình chỉ đã được nói rồi. Cứ bó cái giấy chứng nhận nuôi con nuôi kèm các loại giấy tờ theo quy định của luật nuôi con nuôi năm 2010 ra đi, hoặc giấy tờ của con nuôi theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng được, hay luật hôn nhân và gia đình năm 1986 đi hén, chứ không lại có kẻ thắc mắc bạn ấy sinh trước năm 2000 nữa. Nếu post các giấy tờ dành cho trường hợp con nuôi có đóng mộc đỏ của cấp có thẩm quyền ký thời đó, kèm theo chữ ký ghi rõ tên của người có thẩm quyền ký, là tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là tôi sẽ không lên bài nữa,
Và mặc dù không quen biết gia đình Nguyên Đơn, tôi cũng sẽ bỏ công bỏ sức vận động Nguyên Đơn rút kiện giùm cho, chứ thấy bên đó viết đơn xin tòa đình chỉ vụ kiện, hoài thấy tội quá. Chốt vậy đi hen. Ok là, tôi thích dùng từ xin, chứ không thích dùng từ đề nghị. Đừng ai thét mét tôi. Lại có đứa ngu ờ, nhảy vô nói tới cái giấy khai sinh và tên trong hộ khẩu cho xem, mắc cười thật. Con nuôi mà cứ đòi làm con ruột, ngộ cái nữa là muốn làm con ruột lại không chịu đi tìm cha mẹ đẻ, chối bỏ luôn cả nguồn cội, thì hiểu con người thế nào rồi đó. Ôi cuộc đời, giấy chứng nhận nuôi con nuôi của bé khờ đâu mọi người ơi. Nhắc lại, nhắc mãi luôn là trường hợp con đẻ thì dùng giấy khai sinh cộng hộ khẩu để chứng minh nhân thân, còn con nuôi thì chứng cứ chứng minh là giấy chứng nhận nhận nuôi con, giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước. Mấy đứa kể cùng lại nhảy vào, bảo có giấy khai xanh và có tên trong hộ khẩu nè nha. Cô ba Canada hít thở và nhịn. Ta nhịn người đâu phải ta ngu, vì muốn giữ an hòa ta không nói, buông xả cho qua vì ta cần cởi trói cho chính mình và cho cả tình thâm. Ta nhịn người đâu có phải ta câm, không biết nói hay không biết gì để nói. Người ngạo mạn luôn cho mình cao vội, phí cả lời tranh cãi để làm chi. Ta nhịn người vì không muốn thị phi, đời giả tạm, lời nói càng giả tạm, hơn với thua khác chi làng mây khói. Để làm gió lành thổi cuốn nó đi, nhịn người ta bình thản không nghĩ suy, để ngoài tai như mình chưa nghe thấy. Trước vào chi rác rưởi ngoài hiên ấy, nghe không nghe là quyền của chính ta. Ta nhịn người ta học điều chân lý, người đã dạy tu chính là phải nhẫn, nhẫn được trong mọi điều khó nhẫn, nhẫn nhịn cao là thành tựu tâm mình. Thánh hiền xưa cũng dạy đạo viên minh, một điều nhịn chín điều lành nên nhớ, nhịn để thắng những người cuồng nộ, nhu thắng cương đạo lý của muôn đời. Nhẫn nhịn người đời sẽ hết chơi vơi, không đạo điên sống ngoài thiên hạ, nhẫn nhịn được sẽ vượt qua tất cả, lúa cúi đầu là lúa chín nặng bông. Trong khi đó, cô cháu gái hôm nay cũng đăng đàn viết 13 tháng 8 năm 2023 âm lịch, ngày cúng gà ra mắt. Trong 3 ngày giỗ tổ, gia đình mình có một chương trình cúng tổ và tri ân quý khán giả. Năm đầu tiên không còn cậu cùng với gia đình cúng tổ, xót xa lắm cậu ơi. Đúng là trong cuộc đời hay trên đường nghề, gia đình rất cần có cậu. Nếu có cậu thì đâu có nghẹn ngào thế này. Nhưng cậu ơi, khán giả thương gia đình mình lắm. Người ta thương gia đình vì là dòng máu còn lại của cậu, dòng máu đó chảy trong tim, trong cơ thể và trong giọng hát của mọi người trong nhà. Nhà mình hãnh diện nhất là có cậu. Cậu luôn là ánh sáng trong đời và soi nghề cho cả nhà đi. Hãnh diện là ruột thịt của nghệ sĩ Vũ Linh. Gia đình con xin kính ơn tổ nghiệp, xin tri ân tất cả tấm chân tình dành cho gia đình. Tri tâm trân trọng và cảm tạ quý vị khán giả gần xa.